Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin chân thành kính chào quý vị. Và trong đời sống Nam nói lại lần nữa, hồi nhỏ Nam đi học, khi mà Nam học đến trước Tây đó, và đặc biệt khi vào đại học trước Tây, Nam có câu rất là thích. Câu đó của Socrates. Socrates là ông tổ của trước Tây, một nhà lãnh đạo của tinh thần của phương Tây, giống như Khổng Tử phương Đông, và nói câu cái đẹp là cái có ích, cái gì có ích thì cái đó đẹp. Đời sống đẹp là đời sống có ích, đời sống có ích là đời sống đẹp. Thì sẽ gì tôi nhớ câu chuyện đó mà tôi đã nói một vài lần trong chương trình này, chương trình nọ đó. Rồi mỗi lần tôi tiếp xúc với những người mà đem cái kiến thức tốt đẹp, những lời khuyên tốt đẹp, những căn dặn tốt đẹp, những điều hiểu biết tốt đẹp đến cho độc giả của tôi mới có những cái rung động. Bởi vì người đã làm đẹp cuộc đời, đời sống người đó có ích, và họ là những người theo định nghĩa của Socrates, không bị định nghĩa định tập của Socrates hay định tập của Xuân Nam, mà đó là định nghĩa triết học của Socrates. Tại vì một nhà Khổng Tử phương Tây, đó đời sống đẹp. Trước hết thay mặt tòa soạn nhà báo Kali Lê, chúng tôi cảm ơn chị Nguyễn Quỳnh Hoa, đại diện Sở Y tế quận Hạt Santa Clara, về những việc làm tốt đẹp của cô. Và có thể nói là cảm ơn cô trong đời sống đẹp và cô đang đem lại cho các bạn. Cảm ơn chị. Xin mời chị có thể chào quý vị. Quỳnh Hoa xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và xin kính chào quý khán giả của Kali Today TV. Thì nếu mà có thể giới thiệu thêm chút cái vị trí của chị trong quận Hạt Santa Clara thì chị giới thiệu cái gì? Dạ, thì em cũng là một chuyên viên về các cái bệnh truyền nhiễm, chuyên viên điều tra về các bệnh truyền nhiễm của Sở Y tế của Hạt Santa Clara. Thì chúng ta cũng làm việc may mắn được vào công ty làm được 10 năm rồi quý vị. Và cái công việc chính của em thật ra là làm bên viêm gan B, chương trình viêm gan B. Nhưng mà do hiện nay đang có cái chiến dịch về để mà khuyến khích mọi người về chích ngừa COVID cúm và RSV, cũng như đưa cái thông tin về những cái bệnh lây qua đường hô hấp này, thành thử là em cứ giúp để quan chức cho cái chiến dịch này. Thì từ đó công việc chính của Quỳnh Hoa cũng là bên viêm gan B, thì rất hy vọng một ngày nào đó em sẽ được cùng với anh Nguyễn Xuân Nam và quý vị để nói về viêm gan B, cũng hy vọng một ngày như vậy. Dạ, tại vì thưa quý vị, cái đó là đề tài tôi cũng hứng thú lắm. Dạ. Bởi rất là đông người Việt chúng ta bị viêm gan B. Dạ. Nhưng mà nguyên nhân ở đâu, ảnh hưởng thế nào, cái hậu quả thế nào, là do hỏi rất là lớn, nhiều người không biết. Và nhiều người chết cách rất là oan uổng, để lại con thơ, để lại vợ trẻ, để lại chồng một cách bơ vơ vì những bệnh rất quái ác mà chúng ta hoàn toàn có thể không ngừa được như viêm gan B. Tôi có lần nghe nói chuyện viêm gan B tôi thích lắm. Và nếu mà chị được cái dịp nói chuyện viêm gan B thì giúp đồng hương, thì tôi nghĩ cái đó rất là quý. Cũng mong, rất là mong muốn. Rồi hôm nay chị đến câu chuyện này, chị chia sẻ, muốn chia sẻ điều đầu tiên cho quý vị, chị chia sẻ điều gì? Dạ thì quý vị biết đó là những cái bệnh mà lây qua đường hô hấp, những cái virus lây qua đường hô hấp như là cúm, COVID và RSV, nó đang tăng lên và ngày càng lây lan rất là nhiều trong trong quần hạt của chúng ta. Thì riêng ngày hôm nay chúng ta xin được nói nhiều hơn về bệnh cúm, vì cái năm nay cái bệnh cúm nó cũng rất là lây lan rất là nhiều trong quận Hà Nội. Thử là chúng ta xin nói về cúm trong cái buổi hội thoại này. Không ai khác hơn chính người Trung Nam cũng bị cúm, mất không còn những 3-4 ngày, thuốc men rồi kiêng cử rồi đủ thứ chuyện. Thì nó rất khó chịu. Quý vị có thể biết rằng đêm ngủ khó ngủ, nó bị dằn vặt, nó bị cứ thức giấc nửa chừng, ho
vừa đờn, vừa nóng, vừa lạnh, có tùm lum hết. Do vậy trải qua 3-4 ngày để mà uống thuốc, để mà vân vân thì chúng tôi hết cách đây khoảng 3-4 ngày. Nhưng mà thấy rằng tôi nói chuyện bạn bè, nó nói nhau là mày phải hiểu, mày phải lần đầu tiên mày bị cúm, nhưng mà mày phải bị để mày hiểu được cái cúm là gì. Thì khi mình lên đài mình nói chuyện đó, thì mình nói cái lửa hơn, tại vì mình đã trải qua cái gì và mình cần thiết đề phòng. Cái chuyện mà đề phòng là mục đích của chương trình này, hiểu được bệnh, đề phòng bệnh và để mà giúp chúng ta sống lành mạnh. Đó là mục đích của chị Quỳnh Hoa. Không chị? Chị nói gì thêm nữa? Chị cũng nói gì thêm nữa không chị? Dạ, thì cô Hoa cũng xin nhấn mạnh là kể từ 81 tới giờ, đầu 81 giờ thì đã có rất nhiều người phải vào bệnh viện cấp cứu vì có cái triệu chứng cúm rất là nặng. Dạ. Thành thử cái điều này đã làm cho Sở Y tế rất là quan tâm. Quý vị biết là cúm nó thường nó bắt đầu vào tháng 10 và kéo dài cho tới tháng 2, tháng 3, thậm chí có tới tháng 5 sang năm lận. Thì cái khoảng thời gian này thường rất là lạnh và cũng có nhiều lễ hội trong khoảng thời gian này, mọi người tụ tập ăn uống chuyện trò. Cái độ giao tiếp nó cao. Nó cao, đúng rồi anh. Từ trời lại lạnh, mọi người đóng kín cửa lại ở trong phòng như vậy. Thì đây là một cái môi trường mà làm cho cái virus cúm rất là dễ lây lan trong những cái nơi như vậy. Vì vậy mà Sở Y tế đang kêu gọi tất cả mọi người từ trẻ em 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đều cần phải đi chích ngừa cúm để mà tự bảo vệ mình. Thì cái chích ngừa cái loại cúm, chích ngừa cúm mới ra, cái loại mới ra trong năm nay thì cái điều này rất quan trọng với quý vị. Thì cô Na cũng xin giải thích thêm là vì sao phải chích ngừa cúm hàng năm. Nhiều người nói ủa tôi chích rồi, tôi chích năm ngoái rồi, tôi bị bệnh rồi, tôi có kháng thể rồi. Thì cô Na cũng xin giải thích thêm là cái virus cúm nó thay đổi, nó biến đổi hàng năm. Thành thử là mỗi năm người ta đều phải ra một cái loại vaccine mới để mà giúp cơ thể chúng ta bảo vệ chống lại cái con virus mà hiện nay đang lây lan. Ngoài ra đó, thì dù cho quý vị đã chích ngừa năm ngoái rồi, năm trước đó rồi, rồi quý vị đã bị từng bị covid rồi, từng bị cúm rồi, thì cái kháng thể trong người chúng ta nó cũng chỉ kéo dài được 5-6 tháng thôi. Thành thử là chính vì vậy mà quý vị cần phải chích ngừa cúm hàng năm là như vậy. Riêng đối với những người từ 65 tuổi trở lên đó, người lớn tuổi đó, thì quý vị cần chích ngừa cúm ở một cái liều cao hơn thì quý vị mới được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên nếu có nhiều nơi nó không có cái liều cao cho quý vị thì quý vị cũng vẫn chích chích ngừa cúm thông thường. Cái liều thông thường cũng vẫn tốt hơn rất nhiều so với cái việc quý vị không có chích ngừa cúm. Và một điều nữa để mà bảo vệ quý vị không có bị lây nhiễm cúm nữa đó, thì quý vị nhớ là rửa tay thường xuyên, cái đó rất quan trọng. Rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng hoặc là bằng cái dung dịch nước rửa tay. Rồi quý vị đừng có sờ tay lên mắt mũi miệng, có thể cái tay mình có virus cúm nó sẽ làm lây lan, làm quý vị nhiễm bệnh. Và khi tới những cái nơi đông người ở bên trong nhà, quý vị nhớ đeo khẩu trang lại. Và khi ho và hắt hơi thì nhớ che lấy cái cửa tay che miệng lại, chứ đừng có dùng cái tay che miệng lại, thì lúc đó cái con virus có thể nó dính lên tay quý vị và quý vị sờ mó ra mọi người xung quanh làm lây nhiễm cho người khác. Và khi quý vị bị bệnh nhớ ở nhà đừng đi làm, đừng đi những nơi đông người vì quý vị có thể lây lan bệnh cho người khác. Như vậy cúm và COVID-19 nó khác nhau? Dạ đúng ạ. Căn bản là khác nhau sao chị? Dạ, cái con virus cúm và cái con COVID-19, hai con đó là hoàn toàn hai cái con khác nhau anh. Không có phải là một con, nhiều người hiểu lầm cái con COVID-19 là cái con cúm mà thực ra không phải. Hai con nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy mà cái vaccine, cái chích ngừa cho hai cái loại đó cũng là hoàn toàn khác nhau. Rồi cái triệu chứng khác nhau không? Dạ, cái triệu chứng thì cũng khác nhau luôn. Được ha, chị đã nói thêm. Riêng nói về cúm thì riêng nói về cúm, nhiều khi mọi người cũng lầm lẫn hai cái triệu chứng nó khác nhau lắm. Nhưng mà riêng nói về cúm đó,
tại cái đề tài để em muốn tập trung nói về cúm nhiều hơn đó. Thì riêng nói về cúm thì cái triệu chứng của nó là nhiều khi nhiều người bị cũng nhẹ thôi, một vài người bị cũng rất là nhẹ, chỉ là hắt hơi sổ mũi như là cảm thông thường vậy, rồi vài ngày họ tự hết hơi. Nhưng mà đa số những người bị cúm đó thì họ sẽ có cái triệu chứng, thường họ có những triệu chứng như là đau họng, đầu tiên là từ đau họng, sau đó là sốt, rồi ho, chảy nước mũi hoặc là nghẹt mũi, rồi đau đầu, đau các cái cơ, đau khớp mình bẫy luôn, và cảm thấy rất là mệt mỏi. Riêng đối với những người có nguy cơ cao khi mà bị cúm, sẽ bị cúm nặng đó, như là trẻ em dưới 1 tuổi, những người phụ nữ có thai, những người lớn tuổi, hoặc là những người bị những cái bệnh mãn tính như là hen suyễn tiểu đường và tim mạch vân vân, thì những người này khi bị mắc cúm thường cái triệu chứng nó nặng hơn nhiều so với những cái người bình thường, và có khi trong rất nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là khó thở và phải đi bệnh viện cấp cứu. Và quý vị biết là trong nhiều trường hợp có thể dẫn tới tử vong. Có mấy chục ngàn người như vậy à? Vâng ạ, mấy chục ngàn, vài chục ngàn người ở Mỹ này chết vì cúm hàng năm. Thành thử là xin quý vị đừng có coi thường cái việc. Nhưng mà cái lứa tuổi nào là nhiều nhất? Cái lứa tuổi thì thường ở những người lớn tuổi nha, những người trên 65 tuổi là bị nhiều nhất, và là em nói là những người, những đứa trẻ nhỏ đó khi nó bị nó cũng rất là nặng, hoặc là những người bị những cái bệnh mãn tính nha. Suyễn tiểu đường, tim mạch, hoặc là đang điều trị ung thư chẳng hạn, cái đó cái hệ miễn dịch của họ nó không có được tốt, thì đó là khi bị bệnh rất là dễ bị bệnh trầm trọng. Còn là quay trở lại câu hỏi của anh đó thì Covid đúng không ạ? Thì Covid nó tùy theo cái biến thể của mỗi năm ạ, tùy theo biến thể của cái loại bây giờ mới ra, cái loại mới là loại H1N1 này, thì mỗi một cái loại đó thì nó lại có những cái triệu chứng khác nhau. Những cái con, một số con Covid thì nó làm cho triệu chứng rất là nặng, khó thở vô cùng. Hồi đó anh nhớ mới ra Covid-19 đó, rất là nhiều người phải vào bệnh viện để mà thở bằng máy, tại vì họ không thở được, nó làm cho cái phổi của họ coi như là không hoạt động được luôn, phải dùng máy thở để mà thở máy. Rồi có những con virus bị nhiễm vô một cái là mất mùi hoàn toàn, không còn ngửi được mùi nữa. Mất mùi hoàn toàn luôn. Một số con virus thì nó làm cho ví dụ như là rất là đau họng, hoặc là ho rất là nhiều, ho cả mấy tháng trời không hết ho, ví dụ vậy. Thì nó tùy thuộc vào cái mỗi một biến thể của virus. Như vậy có rất là nhiều triệu chứng nói về bệnh cúm. Cho biết người ta đang bị bệnh cúm, thì chị có thể nói các cụ đưa bên ngoài một vài triệu chứng chính. Mà nếu dính vô những triệu chứng đó là hỏi là bị cúm. Mời gì? Thì một số cái triệu chứng cúm như ban nãy Quỳnh Hoa có nói đấy, thì Quỳnh Hoa cũng xin nhắc lại là thường bị cúm nó xảy ra rất là đột ngột. Đang khỏe mạnh này, hôm nay đi chơi với bạn bè, tự nhiên tối hôm đó về thấy bắt đầu đau họng. Là coi chừng là có thể là bị rồi. Xong rồi hôm sau một vài tiếng sau. Như vậy mấy ngày trước là Nam nói Nam bị bệnh, thế ta có bị bệnh cúm á. Chứ ta cũng cột đau họng, rồi ho, đờm, có sốt không ạ? Sốt, nóng, nóng bất thường. Đó là nóng bất thường, đúng rồi đó. Anh đau khắp mình mẩy không? Đau khắp mình mẩy. Đau khắp mình mẩy luôn, cái đó là cúm đó ạ. 3-4 ngày, rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi, không muốn ăn gì hết. Đúng rồi. Không khó thở, tới giờ là khó thở chưa ạ? Chưa. May. Cũng 3-4 ngày mới qua được. Như vậy thì cái mình có thể chích ngừa cúm được không? Dạ được ha. Chích ngừa cúm thì như để Quỳnh Hoa có nói là quý vị rất là cần phải chích ngừa cúm hàng năm. Dạ. Và một cái điều hay nữa là chích ngừa cúm và chích ngừa Covid có thể chích cùng một lúc, thì nó cũng rất là hay, rất là tiện cho quý vị. Để quý vị tới lấy hẹn bác sĩ xin chích ngừa hai lần một lúc luôn thì nó rất là tiện. Và quý vị có thể chích ngừa cúm ở tốt nhất là chích ngừa cúm ở phòng mạch bác sĩ hoặc là một cái tiệm thuốc tây gần nhà, hoặc là quý vị có thể tới cái tiệm thuốc tây Better Health ở 725 East Santa Clara ở downtown San Jose đó. Thì quý vị tới đó cũng rất là tiện, nó mở cửa thứ tư, thứ năm và thứ sáu hàng tuần, từ 3:30 cho tới 6:30 tối,
thì đi làm về có thể bị ghé đó để chích ngừa miễn phí, chích ngừa cúm, hoặc là và nó cũng mở cửa thứ bảy nữa quý vị, từ 9 giờ sáng tới 1 giờ tới 12 giờ trưa và 1 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều, thì cũng rất là thuận lợi cho cộng đồng ở đó, cho người Việt chúng ta tại đó cũng có những cái nhân viên họ nói tiếng Việt đó, nên quý vị có thể tới đó. Ngoài ra quý vị có thể lên trang mạng sccphc.org gạch chéo bảo vệ gia đình để quý vị xem thêm những cái địa điểm chích ngừa cúm miễn phí trong toàn quận Hà. Thưa quý vị, còn cô Thoa cũng xin nói thêm là quý vị nào không có bảo hiểm y tế hoặc là không có bác sĩ gia đình thì quý vị có thể gọi số cô Thoa cho quý vị cái số để gọi 866-967-4677 hoặc là quý vị có thể tới cái phòng hỗ trợ bệnh nhân ở 770 South Pascom Avenue ở San Jose, thì họ cũng mở cửa hàng ngày 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và từ thứ hai đến thứ sáu thì quý vị cần giúp đỡ cứ tới tận nơi đó thì quý vị sẽ được giúp đỡ. Ơi, tôi vừa hỏi một số câu căn bản mà chị đã trả lời hết rồi. Dạ. Còn mà chị là người chuyên viên, làm việc bác sĩ cũng nhiều, biết cái quận Hà có nhu cầu, có những dịch vụ gì, có những facility gì, ở đâu vân vân, rồi tình hình quận Hà thế nào, khuyên bảo thế nào, rồi qua cái thử nước các ống cống ra thì biết được tình hình nó trầm trọng tăng hay giảm vân vân, còn nhiều thứ khác mà tôi chưa hỏi. Vậy để có thông tin cho quý vị đang nghe mình một cách đầy đủ hơn, có điều gì Nam chưa hỏi mà chị muốn nói chuyện thêm với quý vị? Dạ thì cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam đã câu này, thì mình thấy là những cái câu quan trọng nhất về về cúm, về Covid thì anh đã hỏi hết rồi ạ. Thì cũng ra chỉ xin nhấn mạnh lại những cái điều quan trọng nãy giờ là hai anh em nói chuyện đó, thì những cái điều quan trọng là hiện nay theo các cái số liệu báo cáo thì cả ba cái con Covid, cúm và RSV nó đang tăng lên rất là nhiều và nó đang lây lan nhiều lắm trong cái cộng đồng của chúng ta, trong quận Hà của chúng ta. Thành thử quý vị nào mà chưa đi chích ngừa cúm và Covid thì xin quý vị hãy đi chích ngừa càng sớm càng tốt để mà được bảo vệ tốt nhất, thưa quý vị. Và nhớ thực hiện những cái điều hàng ngày thường xuyên, những cái công việc hàng ngày thôi nhưng mà nó rất là quan trọng, như là rửa tay thường xuyên, rồi đeo khẩu trang khi có những nơi đông người trong khu trong nhà, rồi ho hắt hơi, quý vị nhớ che tay lại, che cái cổ tay lại, và nhớ đừng có sờ tay lên mắt mũi miệng, thưa quý vị, rất là dễ bị lây những cái con virus lây qua đường hô hấp. Và một lần nữa quý vị có thể vào trang mạng sccphc.org gạch chéo bảo vệ gia đình để tìm hiểu thêm những cái thông tin về chích ngừa cũng như những cái địa điểm chích ngừa miễn phí tại quận Hà, thưa quý vị. Có một vị thính giả gọi vô văn phòng hỏi câu như thế này, nhờ tôi chuyển lời lại. Tôi hỏi đi khám mấy bác sĩ vô bệnh viện, vô phòng bệnh rồi thấy bác sĩ có bạc nạ. Thì cô hỏi là cái bạc nạ nó phải tốt lắm mấy bác sĩ mới xài. Trong và tốt, bằng cũng không biết bằng lưới nhựa, nó kính gì đó, mình họ nó trong và tốt. Thì bác sĩ mới xài. Thì họ hỏi, chú Nam hỏi giùm các cô đó, cái mặt nạ đó mình có mà mua được hay không, trong và mua được thì mua ở đâu? Thì chị có thể trả lời gì? Dạ thì trong bệnh viện và những cái phòng khám bệnh, tức là những cái nơi mà thường có nhiều bệnh nhân ra vô, rồi cái sự lây nhiễm nó rất là dễ dàng đó, thì thường các bác sĩ, các nhân viên y tế họ phải dùng một cái loại mặt nạ đặc biệt, là nó gọi là N95 đó anh. Thì cái loại đó nó ngăn cản hầu hết tất cả những loại virus, không có cho nó vô cái đường thở của mình, cái miệng, cái mũi của mình. Thì tôi nghĩ là quý vị có thể mua cái N95 đó ở những nơi khác họ cũng có bán nè. Ngoài ra một số bác sĩ trong phòng mũi chẳng hạn họ còn thêm một cái lớp bằng nhựa ở ngoài nữa, để mà hoặc là trong họ làm việc trong những cái phòng mà lây nhiễm như là phòng lao, những cái phòng truyền nhiễm đó, phòng Covid gì đó, thì họ phải cần thêm một cái lớp bằng nhựa ở ngoài nữa để mà hoàn toàn bảo vệ không bị lây nhiễm, tại vì họ còn có gia đình, có con, có chồng, có con nhà đi về nữa, họ rất là kỹ càng với cái đó. Thì quý vị cũng có thể mua cái loại mặt nạ cái siêu bằng nhựa đó, cũng từng nghe thấy nó bán trên mạng cũng có, ở ngoài cũng có, quý vị search thử coi. Cũng có.
thưa thưa quý vị, có người hỏi nghịch hơn nữa, mà hỏi được vậy chúng ta khi mà hôn nhau có mang mặt nạ không? Thì tôi chịu thua, tôi không trả lời được câu đó. Câu này tôi mang tên là quý vị đi xét nghiệm, cứ làm xét nghiệm COVID trước khi đi gặp người yêu cho chắc. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn dì Bình Hoa và xin cảm ơn Mùa Ngàn. Tại vì tôi cho rằng chương trình này có được thì cũng nhờ sự hỗ trợ của Mùa Ngàn rất là lớn. Cảm ơn Mùa Ngàn. Cảm ơn quý vị.